Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo cũng liên quan đến vấn đề nhà cửa. Theo như tờ Register số ra ngày Chủ nhật vừa rồi, thì hiện nay cái công ty xây nhà nổi tiếng Copeland Broad đang dự trù xây 2.700 căn nhà trong vòng 6 năm tới ở cái vùng gọi là Rancho Mission Viejo. Đây là một công ty mà đã từng phát triển nhà cửa vùng miền Nam Cali trong suốt 3 thập niên qua. Công ty này cho biết rằng là chúng tôi sẽ chia ra làm nhiều đợt. Đợt đầu tiên 671 căn nhà sẽ được hoàn thành vào năm 2021. Và phát ngôn viên của công ty là cô Debbie Renda nói rằng 2.700 căn nhà này chúng tôi sẽ đặc biệt để giúp cho những cái người đồng lương trung bình, không cao, để có thể mua được. Cho nên nếu quý vị nào thích ở trong cái vùng đồi núi ở Mission Viejo, cái nơi này gọi là Rancho Mission Viejo, trước kia là một cái nông trại nuôi bò sữa, hàng trăm ngàn con ở thế kỷ thứ 19. Và bây giờ các nông trại đó đã di chuyển về Dakota, và đất bây giờ công ty mua lại để có thể xây 2.700 căn nhà để đáp ứng với nhu cầu nhà cửa của Cali. Vì họ tính rằng từ nay cho đến năm 2025 chúng ta sẽ cần đến hàng triệu căn nhà, vì dân ngoại quốc sẽ vào nước Cali rất đông, nhất là sau khi họ tính cộng sản bị tiêu diệt ở tàu cộng. Nước tàu hiện nay cán ngố nó có vào khoảng độ vài chục triệu, thì trong đó nó có ít nhất là 10 cho đến 20 triệu cán ngố có nhiều tiền. Và bây giờ cứ mỗi một năm như vậy, cái mực độ của cán ngố nó chuyển tiền qua Mỹ nó mua nhà trung bình từ 10 đến 20 tỷ đô la. Và ở Cali này mỗi một năm nó đòi hỏi vào khoảng độ 200 tỷ đô la đầu tư về nhà cửa. Cho nên cái con số tàu cộng đến đây rất đông. May là đối với Donald Trump, giới hạn cái số người tàu cộng vào nước Mỹ, bắt buộc là phải những tên có tiền. Quý vị tưởng tượng nếu mà cho cả một lô tàu không có học hành mà không có tiền bạc vào đây mà ăn warfare Cali này, trong vòng là vài năm Cali không còn tiếng Việt mà không còn tiếng Mỹ, chỉ còn tiếng tàu. Là vì cái dân nghèo cộng sản bên đó nó có hàng vài trăm triệu dân, nó đang chờ để nó đi di tản khi mà tàu cộng bị tiêu diệt. Đó. Thế thì cái vấn đề nhà cửa Cali này nó đã được báo động khi mà anh chàng gọi là Gavin Newsom ra tranh cử chức thống đốc năm vừa rồi. Anh ta nói rằng là nếu tôi được làm thống đốc thì tôi hứa với quý vị không còn cái nạn nhà cửa đắt ở Cali. Tôi sẽ có thể xây 3.500.000 căn nhà trong 7 năm. Năm ngoái tức là năm 2018, anh ra tranh cử và được thì anh tính đến năm 2025 là 7 năm. Có nghĩa là mỗi năm anh ta sẽ xây 500.000 căn nhà. Anh ta có thể kêu gọi được vốn. Thế thì hôm tháng 11 vừa rồi, anh ta đã làm một bản báo cáo. Gần một năm làm thống đốc, quý vị biết anh ta xây được bao nhiêu căn nhà không? Nói là quý vị giật mình, chỉ có được có 112.000 căn nhà. Anh đã kêu gọi vốn liếng và tất cả phát triển gia cư ở Cali. Suốt một năm làm thống đốc của anh ta xây được có 112.000 căn nhà. Mà cái con số anh ta đưa ra phải là 500.000 căn nhà mỗi năm. 7 năm 35 tức là 7 năm phải có 3.500.000. Và anh ta đã thất bại. Cho nên Đảng Cộng Hòa bây giờ đang cười ruồi. Anh chàng Gary Newsom là một tên không có kinh nghiệm. Mà không cứ gì Gary Newsom, tất cả những cái dân đảng Dân Chủ toàn hứa cuội, nói láo như vẹm. Nó có cái tên như vậy. Trên đời là không ai nói láo như vẹm như Việt Cộng hết. Mà bây giờ anh Trang này giống là nói láo như vẹm. Và anh ta đã xin lỗi là bảo tôi hứa sang năm tôi sẽ gia tăng 500.000. Thế thì bây giờ chúng ta sắp sửa sang năm rồi, còn có vài ngày nữa. Thì đó là một trong những cái sự kiện mà nhà cửa ở Cali này đang khủng hoảng.
Và cái số người homeless, họ chỉ yêu cầu anh ta, nếu ông là một ông thống đốc giỏi, ông hãy giải quyết cái vấn đề vô gia cư. Bởi vì vô gia cư ở bên Cali này bây giờ là đứng nhất thế giới nước Mỹ. Trên 40.000 người không có nhà ở Cali, ở vô gia cư. Người thứ nhì, nơi thứ nhì của nước Mỹ là New York, trên 20.000 dân vô gia cư. Bởi vậy cho nên Gary Newsom đang bị mất điểm và đang cố gắng gỡ gạc. Chúng ta chờ xem năm thứ hai của anh ta như thế nào. Năm thứ nhất anh ta đã thất hứa, nói rằng sẽ xây 500.000 căn, cuối cùng được có 112.000 căn. Và cái sự kiện này làm cho anh ta bị thất sủng. Công việc làm ở Cali bây giờ cũng đang bị khủng hoảng, bởi vì thất nghiệp ở Cali gia tăng. Các công ty lớn nó bỏ ra khỏi Cali. Một công ty làm việc ở Cali nó đòi hỏi 3 loại thuế. Loại thuế thứ nhất là thuế thất nghiệp, phải trả cho công nhân bảo hiểm về thất nghiệp. Trường hợp công ty hết việc làm thì chính phủ phải cấp tiền nuôi người thất nghiệp một năm, tối đa là một năm rưỡi. Cho nên các công ty phải đóng cái quỹ gọi là quỹ thất nghiệp, Unemployment Insurance Benefit. Cái thuế thứ nhì là thuế y tế, phải trả thuế y tế cho các công nhân làm việc khi họ đau ốm. Cái thuế thứ ba là cái thuế hưu trí, pension, retirement, nó gọi là matching fund. Nếu người công nhân người ta đóng thuế hưu trí của họ 6%, thì công ty cũng sẽ matching, sẽ đáp ứng 6%, để khi họ về hưu, họ có lãnh tiền hưu của chính phủ. Cái thuế thứ tư, thuế này là vô duyên, nhưng mà nó có. Work comp, tức là viết tắt của chữ work compensation, nghĩa là trong khi làm việc mà bị tai nạn thì thuế đó gọi là cái thuế lao động, bảo đảm cho công nhân có tiền khi họ nằm dưỡng thương hoặc là không đi làm được. Thế thì với cái số 4 số thuế này, các công ty lớn họ bảo thôi khỏi. Công ty còn phải đóng thuế của công ty về vấn đề lợi tức. Cho nên một công ty ở Cali phải đóng 5 loại thuế. Nhưng khi họ rút ra khỏi Cali, họ về như Texas, họ về như là Wyoming, họ về như là Kentucky, họ chỉ đóng có 2 loại thuế mà thôi. Không có cái màn quốc cam, bởi vì họ lời được rất nhiều. Và đó cũng là lý do công việc rút ra khỏi Cali quá nhiều. Và số người ứ động ở Cali rất đông. Cho nên Cali này vấn đề trợ cấp thì lại nhiều so với các tiểu bang khác. Một người già lãnh vào khoảng 600-700, Cali lãnh 900. Cho nên Cali nó chi ra rất nhiều. Vấn đề welfare, vấn đề social security. Vì thế mà những người có tiền, họ rút ra khỏi Cali. Và những người làm việc ở đảng Dân Chủ của Cali bây giờ đang tính cách làm sao để thêm tiền, mới vòng quanh yêu cầu Donald Trump phải cấp thêm tiền cho tiểu bang Cali. Nhưng mà gặp Donald Trump thì lại kẹt, là vì Donald Trump chủ trương rằng không được cho tự do những người di cư bất hợp pháp vào Cali, không chủ trương cấp Medicare, cấp học hành miễn phí cho con em của những người di cư bất hợp pháp, không chủ trương cho miễn thuế về vấn đề insurance medical, y tế cho những người di cư bất hợp pháp. Thì tất cả những điều này ở Cali thì lại chấp thuận. Là vì đảng Dân Chủ muốn lấy phiếu của những người di cư bất hợp pháp. Vì thế cho nên Tổng thống Donald Trump ra lệnh phạt Cali. Và Cali tháo cái bực quá, mới chơi Donald Trump. Về cái chuyện gì? Chắc quý vị còn nhớ Immigration Law. Cali không chấp nhận cho ông Donald Trump xây bức tường, đồng ý với quốc hội trước đây. Nhưng Donald Trump là một người thông minh, đã dùng đến vấn đề
National Emergency. Và đến bây giờ thì trong cái ngân sách tài khoá năm 2021 này, Quốc hội lấy lòng Donald Trump là vì biết rằng không cho nó cũng vẫn xây, mà nó xây một cách mạnh mẽ, mà xây một cách lớn, lên đến vài trăm mai rồi. Cho nên thôi dám mắt thí cô hồn, trong cái ngân sách của tài khoá 2021 này, Quốc hội đã chuẩn chi 1.378 triệu đô la cho Donald Trump để xây bức tường biên giới. Và đó cũng là một cái lý do mà làm cho Cali bây giờ còn đang bất mãn. Là vì đến giờ này, Immigration khi mà kiện lên đến tố cáo pháp viện thì lại nói rằng Tổng thống không có vi hiến. Trong phạm vi và quyền hành của một ông Tổng thống có quyền quyết định tất cả những vấn đề liên quan đến an ninh của quốc gia. Mà Tổng thống Donald Trump lấy cái cớ là cấm những người di cư bất hợp pháp vì thứ nhất, xin lỗi, dân Mexico là tội phạm MS-13, chuyên môn cướp của giết người và hiếp dâm đàn bà con gái. Thứ nhì, Hồi giáo là khủng bố, cho nên ông ấy cấm những cái người Latino và những người Hồi giáo vào nước Mỹ. Đó là một cái điều rất tốt đẹp cho vấn đề an ninh quốc gia. Bởi vậy cho nên Donald Trump đã thắng và Đảng Dân Chủ đại bại. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.